Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe đua Merida HFS 905 được trang bị cấu hình full group Shimano 105, Mayer Mavic, vành Mavic, bi vòng cuối lỗ. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Xe khung nhôm sơn nguyên bản, chiếc xe khá là đẹp, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, còn với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Trang bị bộ tay lắc 105, máy vành Mavic hàng hiệu của Pháp. Đồ 105 trên xe đua cũng là một cái đồ rất là cao cấp. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 52 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m6667 đến 7677 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Toàn quốc tôi sẽ trả các bác để hết tiền. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ.